Đúng là thằng hết. Thời buổi nào rồi còn giấu quỷ đen. Đã vậy còn giấu mấy đồng mặt lẻ nữa chứ. Bà Thanh Tước, bà vừa vừa phải mãi thôi. Tháng nào tiền lương của tôi á, bà cũng vét không còn cắt. Còn những đồng tiền lẻ này là tôi tích góp hàng ngày. Tôi đi chợ tôi trả giá từng đồng từng cắt. Cái đó là mồ hôi xương máu của tôi. Cái đó là xương máu của tôi. Bà có biết không hả? Làm sao vậy? Xương máu của tôi. Xương máu của tôi.